màu tulip vàng đỏ nhung. Màu hồng cái này đỏ viên trắng này, cái này đỏ viên vàng nhá, ít viên này đỏ nhung nó nở nó hé, bên này đỏ nhung này lên rất khỏe đẹp, đỏ nhung có à có cái màu màu kém này nữa, màu kém này rất là sáng luôn, nhẹ nhàng màu happy sọc này lá đặc trưng, thằng đỏ nhung này khỏe, cây bông to cây khỏe điểm xuyệt vai màu gây nghiền. Bên này à nó nở nó hở cái bông lên, đang kép này, kép đỏ bên trắng này cũng bền hóa, rất là bền hóa, nhiều lớp cánh, thằng màu hồng nhẹ nhàng thơm, rất là thơm. Bên này đỏ bên vàng khá đẹp, đỏ bên vàng thì có một loài là viên nhiều viên ít, thằng này viên ít. Bên kia màu kém, à có mấy cái màu là với cả một số màu thử với mọi người này, màu tua rúa hay gọi là màu răng cưa nó thấp, răng cưa hàng này lên hơi luôn nhưng mà chưa nở hết, để đáng chờ xem nó rúa nó rẽ được bao nhiêu này. Tua rúa cũng một số màu kẹp thân thấp cái hơn đây này, đang răng cưa này nó rắn được một ít đấy, chưa lên hẳn. Thằng này công nhận lên khỏe nhất. Kẹp đây một số đấy, kẹp thì thường nó thập như bóng nó tròn xoé như kiểu hạt băng. Màu kém nhìn khá là sáng nhưng mà hàng này thì khó tính hơn, màu rất là sáng như hoa giả luôn, hoa giả thật, nhìn này sáng bừng, có vài giọt mưa vừa xuống nhìn thấy khó phết này. Đây có cái màu này nó lên này, phớt rất là nhẹ nhàng luôn. Này bên này thì đấy một số màu gây nghiền mọi người một tí, đặc biệt thằng này rất là đẹp, cây đấy là bầm bằng, một số màu cũng khó trông hơn một chút, còn đấy đỏ vẫn là rực rỡ mọi người, đây bông nó hạ lên đẹp không, này đỏ khỏe, cơ bản này các màu đỏ khỏe hoặc là đỏ viên vàng, đỏ viên trắng, thằng đỏ này đẹp, hoặc là kẹp đỏ này, kẹp đỏ cơ hoặc là kẹp đỏ viên trắng. Đấy. Còn một số màu nó là cái la hoặc mới nó cũng khó mọi người, hoặc nó cũng sẽ xấu đi hoặc là nó sẽ ra cái form nó khác. Đấy, thằng này chẳng hạn, đấy khá là khó này, một số màu nó sẽ khó với cả không có đều ấy mọi người, nó sẽ tulip nhiều màu mà. Đấy, có thằng này. Đấy, có thằng một chút lên nở nàng này thì nhân lạc vào cái đám đỏ sọc này, mọi người có thể là từ sưu tâm những cái giống mà mình thích hoặc là mình khỏe nhé. Đấy có những giống này rất là khó mọi người, đấy một tí đã nô này và rất là khó, cái rất là kém này, còn có những thằng này rất là đều như này, đấy phải test và thử rất là nhiều giống, nhiều giá thể, nhiều cái kiểu khác nhau và từng năm nó cũng khác mọi người.